Hello, mình chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em có làm bộ cửa cổng hai cánh đó, rồi có đen hoa văn sắc mỹ thuật đó, hoa lá sắc mỹ thuật thì sẵn làm thì quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo luôn ở cái mẫu này nha. Thì cái mẫu cửa cổng này là chiều ngang của nó là tới 4m1, còn chiều cao của nó là từ cái cốt nền lên tới cái mặt lề trên đây là 2m1 ở 2m1, còn cái làm cái tới cái đỉnh cao nhất của cái hoa văn sắc mỹ thuật là 2m rưỡi đó. Chiều ngang cổng là hai cánh là 4m1 đó, cái đỉnh cao nhất là 2m rưỡi, còn cái chỗ này là 2m1, ngay chỗ bên lề là 2m1. Thì sử dụng toàn bộ là sắt 1.4 ly. Sẵn đây làm thì báo giá cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo cái mẫu này luôn. Thì ở đây em sử dụng là khung bao là hộp 48, ở trong đen là hộp 24 đó, rồi có sử dụng là hoa văn sắc mỹ thuật, hoa lá sắc mỹ thuật nè đó, đây là chữ thọ luôn, chữ thọ là sử dụng hộp 24 dày ly tư, toàn bộ là ly tư hết đó. Thì trên những cái hàng ngang này là sẽ hàng mấy cái nấm tròn nữa để tạo ra những cái điểm nhấn cho cái bộ cửa cổng. Thì khi mà xong là sẽ hàng mấy cái nấm như vậy đó. Đó, ngay chỗ mấy thanh ngang đây nè, đó, mấy cái thanh ngang là hàng mấy cái núm vô để mà tạo điểm nhấn cho cái bộ cửa cổng cho nó đẹp đó. Thì ở đây còn mài rồi vệ sinh rồi mới sơn lót đó, xong sơn màu. Ở đây là sử dụng hoa lá sắc mỹ thuật nè đó, trên đây là em chạy phôi sắc mỹ thuật đó, chạy trơn và có găng, thì ở đây có găng cho nó nhìn cho nó đẹp. Với lại có hàng hoa lá sắc mỹ thuật luôn, thì em chuyên về kính nhôm sắc inox sắc mỹ thuật, nhận thiết kế và thi công ở các tỉnh, nên cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em. Còn anh em thợ thầy nào có nhu cầu lấy phôi hoa lá, phôi sắc mỹ thuật thì liên hệ với em nha. Chữ thọ rồi nè, em có sẵn có máy uống luôn đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì em sẽ ship về tận nơi luôn để cho anh em làm. Thì phôi thì nó sẽ có phôi 14, 16 với lại phôi U2 đó, phôi sắc mỹ thuật á là cái loại 14 nè, 16 với lại dung 2 đó, tùy theo của chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em. Còn hoa lá thì lá nhỏ, lá lớn, lá trung đủ loại lá hết, với lại bông hoa thì có hoa đó, to này, nhỏ này, có loại trung nữa, loại còn loại đại nữa, còn loại bự nữa. Thì cái mẫu này em tự thiết kế cho gia chủ luôn đó, thêm hoa thêm lá vô cho nó đẹp. Rồi lát nữa em sẽ ráp hai cánh lại thành một, ráp hai cái lại cho nó thành phẩm như thế nào để cô chú anh chị và bạn xem tham khảo thử cái mẫu này. Thì đây là mới một cánh nè, còn một cánh nằm dưới nữa đó, em đứng gần đường nó xe cộ lại cái ồn, mong cô chú anh chị và bạn xem thông cảm nha. Thì mẫu cửa cổng này nếu mà anh em thợ mà chưa biết cái giá là bao nhiêu để mà nhận thì ở đây mình báo giá luôn nha. Thì ở đây là nhận anh em mà mới nhận không biết giá thì ở đây anh em nhận cái mẫu như vậy tương tự vậy là 1.500.000 mét vuông nha, sơn lắp đặt hoàn thiện nha, y như trong hình luôn. Thì ở đây anh em làm sử dụng là tại vì cánh nó lớn là phải sử dụng là hộp 48 đó, cho nó cứng cá bách cửa, ở trong thì đen hộp 24 đó. Còn phôi sắc mỹ thuật thì tùy anh em muốn hàng phôi vuông 2 hay là 14 hay 16 gì tùy anh em thôi. Còn đây là cái chữ thọ, thì cái chữ thọ thì cũng nó tùy theo cái cửa, nó chiều nó to nhỏ tùy theo cái cửa, ví dụ như cái chữ thọ này nó có loại to hơn loại nhỏ hơn nữa nha đó. Cái cửa mình nó bự thì mình làm chữ thọ nó bự ra một xíu, mà cái cửa mình nhỏ thì mình làm chữ thọ cho nó nhỏ lại xíu cho nó cân xứng. Rồi thì cái mẫu phôi sắc mỹ thuật này thì nó có loại trơn như vậy nè, đó, uống trơn vậy cũng được, hoặc anh em muốn uống có găng như vậy thì mình uống có găng. Hoa lá thì mình dù anh em không biết sắp làm sao thì mình sắp sẵn rồi mình sẽ gửi về cho anh em luôn nếu anh em có nhu cầu làm. Rồi giờ sẽ mài và vệ sinh cửa để mà sơn, sơn xong sẽ đi lắp đặt. Thì khi mà em sơn lắp đặt hoàn thiện thì sẽ quay vòng nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo cái mẫu cửa cổng này của bên em thiết kế nha.
Đó, rất là chắc chắn và đẹp luôn. Rồi xin kết thúc video đây nha. Khi mà em sơn thành phẩm rồi đi lắp đặt sẽ quay một vòng nữa để cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo cái mẫu cửa cổng hai cánh này. Đó, khi mà hoàn thiện lên nó sẽ như thế nào để cô chú anh chị và các bạn xem. Nếu có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả nha. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video hay và hữu ích thì nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh. Đó, để em có động lực ra thật là nhiều video mới và hay hơn cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.